Dúng 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 vô còn không muốn các bạn. Sáng giờ nó đuối. Cá lắm, chà bá luôn. Cá này sáng ngày làm buổi sáng ngon các bạn. Chào quý anh chị và con cô bác đã quay trở lại với kênh Liên Lúa Miền Tây ha. Thì hiện tại mình đang có mặt phía sau cánh đồng ruộng nhà mình các bạn. Thì bây giờ cũng khoảng 7-8 giờ tối các bạn. Thì nãy giờ mình đi vòng vòng á, mình bắt được số nhái mình đi cắm câu các bạn. Do ở nước á, ở đây vào mùa nước nha các bạn. Thì nước mới vừa cắt lúa xong nè, rồi thả nước vô. Đó, các bạn thấy nước ngập ruộng nè ha. Thì ở đây là thuộc cái diện trung đê các bạn, nhưng mà xả nước nhiều nè, mình thấy có cá nè, chỉ có mưa chắc cá lên nhiều các bạn. Thì hôm nay mình đi bắt nhái, mình có mấy cái hàng câu mình mới đem ra mình bắt nhái xong.
ở đây được mới được khoảng mười mấy con nhái các bạn. Rồi với mình sẽ lấy mấy càng câu cũ của mình á, mình ra mình cắm thử coi có không. Nếu có thì sáng mình đi quay cho bạn xem ha. Đó. Nước ngập quá trời luôn các bạn. Ngày mình sẽ đi cắm theo cái mấy đường mương các bạn. Không biết có cá lóc lên không ha. Mình thấy có cá lóc tát nha các bạn. Mà các bạn theo dõi video mình nha. Hôm nay mình sẽ cắm ngoài ruộng nha các bạn. Đó, mình sẽ cắm dài theo cái lít bít này các bạn. Đó. Hy vọng là sáng ngày kiếm con hay con cá lóc thôi các bạn. Để sáng ăn cho bé Khang nó ăn. Này mình sẽ cắm chỗ này nha các bạn. Trên này trống trải. Này có con nhái mình sẵn bắt luôn. Nó có ngập rừng ha, rừng đầu tiên nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi tiến hành đi cắm. Cắm xong rồi sáng ngày mình đi thăm các bạn. Giờ thì cũng khoảng 7 tháng giờ tối rồi nên mình cắm xong chắc có phi phi nó mới ăn á. Thì cần câu mình chắc khoảng cũng chừng chục cân à. Nó có con chục à. Đó, thấy con chục không? Đó, dạng ghê cho. Đó, các bạn. Cái đường ruộng này là ruộng bưng nha các bạn, nên cá nó nhiều lắm. Mình sẽ canh mình cắm theo cái đường này. Cái này mình cắm đây cần thôi. Hy vọng sáng mai kiếm vài con cá lóc các bạn ạ. Mấy cần câu này mua rồi mình cắm à. Mình để dành mình ngâm dưới nước. À, bây giờ mình sẽ tiến hành mình đi cắm luôn các bạn ơi. Rồi chắc sáng giờ mình sẽ ốp máy rồi mình cắm câu ha. Rồi sáng mình đi quay cho các bạn xem rồi có mình quay cho các bạn nha. Rồi chào cả nhà ha. Giờ mình sẽ đi thăm mấy con câu hụ vai nha cả nhà. Tại hôm mình cấm trễ mình lo bắt nhái nữa. Đó nên mình để sáng thăm luôn. Đó, đây là cái lồng ruộng phía sau nhà mình ha. Mà cá quá trời cá luôn các bạn.
mà cái hồng tông lên này các bạn. Đó. Cái hồng tông luôn. Thì mình cắm được này hôm khoảng 6 cần các bạn. Hên này không biết hên thôi, không hên có, không có ho nha các bạn. Thì cần đầu tiên ở đây nè. Mình cắm mấy cần cao cũ các bạn ơi, sợ nó gãi quá. Nè, cái cần đầu tiên nè. Dễ có các bạn ơi. À, có. Nè. Nè, dính ảnh nè. Dướng vô còn muốn các bạn. Ô, vẫn còn đúng. Sáng giờ nó đuối rồi. Cá lóc chà bá luôn. Cá này sáng ngày làm buổi sáng ngon các bạn. Ồ, con cá lóc tầm nó bự nè. Có đã. Nên bỏ vô cái giỏ. Nên diện mắt. Đây cần. Con cần này bị gãy cần các bạn ơi. Nè. Bị gãy đầu luôn à. Ngày hôm mình soạn lại còn chừng khoảng 5 6 cần các bạn. Do nó cũ à. À, phía trước có à, dính được con ếch rồi các bạn. À, đã chưa? Trời ơi, nó chà bá luôn các bạn. Mình để máy xuống mình đi để các bạn. Đó. Hai em các bạn ơi, mình sẽ đấy câu đây nó chìm gom lại nha. Rồi ok cả nhà ơi, thì hiện tại mình đã mần xong con cá lóc ha. Con cá lóc này khoảng 400g nha cả nhà. Rồi hôm nay mình sẽ chế biến một món ăn, đó là canh chua cá lóc với mình sẽ dùng cái khúa mình đó để mình kho nha các bạn. Đây có cái ruột nè, nó con chua ăn đã đó. Đó. Rồi nguyên liệu của mình hôm nay thì cá kho thì dễ rồi, nguyên liệu nấu canh chua thì hôm nay mình có me, mới đi hái me nè. Đó, me non nha, ngon lắm. Còn đây là bông súng điên điển, điên điển thì mới nãy mình đã hái rồi đó. Dưới đây là rau muống nha, đây ngò với rau để mình bỏ canh chua cả nhà. Đó, giờ mình bắt đầu mình chế biến món ăn để mình ăn cơm buổi sáng nha cả nhà theo dõi video mình nha.
Ok cả nhà, thì nãy giờ mình đã nấu xong nồi canh chua ha. Đây là nồi canh chua cá lóc ha. Nồi cái đầu mình đã nấu nè. Đó, còn lại cái mình thì mình kho ha. Đó, thì hôm nay mình sẽ ăn chung với mướp nha cả nhà. Giờ mình sẽ chan nước vô đây cho cái nước rồi mình chấm chấm nước mướp nha cả nhà. Đó. Đây là nồi canh chua cá lóc của mình ha. Thì nguyên liệu thì mình đã hái ra ngoài chưa. Đó, đây là bông điên điển nha cả nhà. Đây là bông súng, nguyên cái đầu cá lóc nè. Đó, còn đây là cá lóc kho me nha cả nhà, mình bỏ tiêu tiêu đó, mình sẽ khô 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 vô một chút nữa thì ăn sẽ ngon hơn. Đó. Rồi hôm nay do bà xã đi làm về trễ các bạn nên mình ăn trước nha. Đó thì hôm nay mình sẽ ăn cơm với ngày thôi, mình cũng xin phép dừng video đây ha để mà ăn cơm. Đó thì món ăn của gia đình mình hôm nay đó các bạn là canh chua rồi cá lóc kho nha, rồi ăn với muối ớt nha. Đó, thì giờ mình chuẩn bị dùng bữa thôi cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.